chào mọi người, mình tên là Akari, nghe em Akari đúng không? Minasan konnichiwa, Akari desu. Lâu lắm không gặp mọi người ơi. Cảm ơn các bạn đã chờ video mới của Akari nhé. Dạo này thì Akari hơi bận cho nên là không có thời gian để làm video clip. What? Mà hôm nay thì tại vì dạo này là các bạn đang stay home, cho nên là Akari muốn chia sẻ một cái video đó là thường ăn Tết như thế nào. Và bây giờ thì Akari đi ra ngoài thấy cái thành phố thì nhớ thời Tết lắm. Cho nên là Akari đã quyết định có thể chia sẻ video này để cho vui. Và trước hết thì Akari muốn cho các bạn biết rằng là sau khi Akari quyết định sống ở Việt Nam thì Akari có một gia đình người Việt Nam sống chung. Và mỗi năm Akari ăn Tết với gia đình đó. Và lần này thì Akari đã hỏi Akari có thể chia sẻ video ăn Tết được không? Thì gia đình đó nói là nếu Akari che mặt của em bé và tên của em bé thì ok. Cho nên là Akari sẽ chia sẻ cho mọi người nha. Xem video Tết của Akari cũng nhiều nhé. Bắt đầu nào. Akari khoảng thời gian hàng phút. Để dưới này nha. Dạ cảm ơn chị. Dạ. Mẹ đang nấu ăn đó. Vừa cái này cho Akari nè. À cái đi. <笑><笑>日本ではぼんじりって言って鶏肉のねお汁のところを食べますよね。 でそれをお汁も美味しいよって伝えたら その日以降私はお汁担当になりました。Bây giờ mấy tuổi rồi? 5, 6. Dạ 6 tuổi. 5 tuổi. Bố tầm bố nói tầm 6 tuổi. Bố tuổi ta 6 tuổi. À, tuổi ta 6 tuổi. Nè, Akari có món quà nhỏ nhỏ cho mẹ. 2月はこのおいっ子ちゃんとお姉ちゃんの誕生日なのでプレゼントを渡してみました。Cảm ơn gì? Cảm ơn Akari cho con. Đây, con nói đi. Đây, con cười đi. Mở ra trái. Akari sẽ thay đồ mặc trong nhà. Đây là phòng của mẹ nhé. Đây là chỗ mình tự làm video nè. À còn đây là nhà vệ sinh. Mình thường làm bằng cách đổ đầy nước vào cái xô này. Thay quần áo xong rồi thì giờ Akari người chơi với bọn trẻ chợ cơm xong. Chị gọi thì sao? Ừ? Chị gọi tiếng Việt là gì? À, trái gì? Trái gì? Tên đầu tiên. Trái dâu. Trái dâu. Đừng có xạo. Sakura mà tiếng Việt là gì? Trái gì? Trái tre gì?
Akari đừng có tặng quà cho nó. Nó không biết cái gì hết. Đừng có tặng quà cho nó. Đâu biết. Cái này chị. Cái này nè. Cái này. Sữa bằng học. Bằng trong. Trong lớp học. Phóng đồi. Cô giáo. Bằng máy bằng nhỏ. Trời vào ơi. Lớp. Thùng. Sữa. Chưa. Có rất nhiều loại. Quay đi được một hồi đó đi. Được. Để sẵn chi rồi. Theo em loại thì nào phù hợp nhất? Hiểu không? Hiểu chứ. Hiểu hả? Hiểu đi chưa hiểu. Bằng xạo. Nhưng mà phải là gì? Nhưng mà phải làm gì đây? Em cũng không biết. Phải làm gì? Cả đứa bé này và mình đều nói tiếng Việt được 5 năm rồi. Nó nghe tiếng Việt hiểu, chỉ chưa biết đọc thôi. Còn Akari thì biết đọc nhưng lại chả hiểu gì cả. Cả hai lúc nào cũng thực hiện những giao tiếp mà chả ai hiểu cả. Cái này cơ. Cái này thì Akari hiểu nè. Cái này tiếng Anh. Hiểu. In the evening. Đúng rồi, đọc theo Akari kìa. Akari tự đọc đi. Nè. Cái này ở nhà làm. Đúng rồi, ở nhà làm. Cả nhà làm. Lấy đi. À có bỏ thôi, có bỏ không à? Có bỏ cái này thôi. Được rồi. Anh đi ăn lỗ tay chua không? Chút chút nữa là nói. Biết ăn lỗ chua không? Tay heo. Tay heo. Được, mẹ làm, mẹ làm. Chơi 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 chưa ăn. Bỏ cái này mua một cái đi rồi. Ừ. Để vô cái chén đi nè, cái chén là của em nè. Ê, ê, bể nó còn cái hũ tinh đó. Ừ. Chút nữa, lấy một hũ cho Akari đem về nha. À không, mà ngày mai mới làm. À, đi đây, về, đi, đi, đi. Ngày mai, tối nay ngủ đây, ngày mai nó ngủ đây luôn không? À, ngủ 2 ngày phải không? Ngủ 2 ngày. Tôi đang. Cái này là đồ chay nè Akari. Làm. Làm cái này là làm bằng chao củ cải. Củ cải dưa leo. Dưa leo. Dứa. Thính, thính là gạo rang lên. Ừ. Rồi bây giờ tất cả làm hết không có gì mua. Ừ. Akari ơi, nên cái này làm sao đọc vậy? Đây, cái này làm sao đọc? Đây ô tô qua cầu. Ô tô qua cầu. Hưu con dùng những. Cái này là chay nè Akari. Làm luôn nè. Bắt bưng làm. Bắt bưng làm. Làm bằng chay luôn. Chả chay. Chả. Chả lụa là mình ăn là thịt heo. Dạ. Cái này là tàu hũ kỳ. À, làm bằng tàu hũ. Tàu hũ. Tàu hũ kỳ, tàu hũ lá. Rất giống như. Y thiệt. Rất giống thiệt. Akari đọc từ đầu đi. Ok. Tu qua đọc. Tu công dùng những bản cổ. Two hours later. Cái này. Cái nào? Cái này hả? Ừ. Phần nào lớn hơn? Bàn tí đã tô màu rất đẹp cho tờ giấy. Em hãy nói xem phần giấy được tô màu đỏ lớn hơn hai phần giấy được tô giấy. Màu giấy. Giấy được tô màu vàng giấy. Lớn giấy. Không nhé. Giấy là cái này nè của con trai. Giấy của giấy. Con hả? Đúng rồi. À. Giấy chứ không phải là giấy. Không, giấy là cái kia. Giấy là hai cái tròn tròn. Hai cái tròn tròn. Các bạn nghe chưa? TV khó quá. Từ giờ em một chai này chỉ có 44.000 thôi. Trong xe máy để cho nó lấy đá rồi làm cho nó ngồi ngoài đi. Ok em bây giờ tới ăn không? Cơm rồi. Thôi em lấy đúng ly không? Dễ thấy không? Thấy hết không? Ok. Cười nha. 2 3
thử. Nào đây kìa. Tay chua. Tay. Tay heo. Đổ tay heo chua. Chua. Món gì? Ê, cái này á, chấm nước mắm này nữa nè. Ai hả? Chấm chút xíu nước mắm. Có gì cho nấm chư à? Cái này thường là để ăn với cơm. Đúng không? Ăn chua này, chấm nước mắm, ăn với cơm. Như cơm, cơm trắng giống như cơm của Nhật á. Ăn cái đó nó ngon hơn. Còn bánh này cho nấm chư không ngoài mà. Với cả. Quay quay xe vô tối nhỉ. Lâu lắm không có uống bia. Nhìn chứ là của ma chạy chào với cả. Trong lúc mọi người đang ăn uống, có một tin nhắn từ một người bạn tới. Bạn ấy bảo là đã thấy mình trên TV. Đúng rồi đó, năm nay Akari được phỏng vấn với HTV cho một chương trình Tết. Người ta ghi hình ngay sau Tết tay. Đi dạo con phố, đi bộ Nguyễn Huệ, có bạn cũng quay chung, được chụp những bức ảnh rất đẹp tài bảo tàng áo dài. Cuối cùng mình được leo lên tòa tháp Landmark. Một ngày đầu tiên của năm mới tuyệt vời đó. Akai rất cảm ơn HTV vì chuyến ghi hình lần này. Năm nay bắt đầu rất tốt như vậy nè, cho nên là đó có thể là lý do. Năm nay cũng là rất là may mắn. Akai mô sư gư. Ở sâu gà tôm mô kè lưu tuyệt vời đấy. Cúm. Đếc. Cô chí đó. 家の前にこんな風にお供えをしています。ベトナムでは新年を迎えて最初にお家に入ってくる人っていうのは1年の運気を左右するすごく重要な意味があるらしくて、で鳥年生まれの私は今年の最初の人に選んでもらいました。でこの瞬間をね、あの動画に撮ってもらったんですけど、指が滑ったみたいでスローモーションで撮影になってました。ですんごくドラマチックな感じになりましたね。で続けて重要な役目を果たしてくれたって言って、あのお母さんからお年玉をいただきました。もう27歳なのにお年玉をいただいてありがとうございます。母さん、今年も元気で幸せで若々しい一年になりますように。Có cái bao không à? Không có tiền đâu. Mở ra coi đi, coi đi. Ai nói sao? 続いてはご先祖様に贈り物をします。私も私をあの居候させてくれてありがとうございますという気持ちを込めて挨拶をします。おはようございます。下でお母さんが料理してて、なんかね、椎茸の出汁のすごいいい匂いしてます。外は明るいです。寝起きです。Chưa tới giờ ngủ đi. Đang ăn sáng. Em bé nhỏ. Ăn sáng xong chưa? Ha 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 ha. Ăn sáng xong chưa? ベトナムのママはお供えとお客さん用の料理を作っています。ちょっとある。で料理をしながらね、大学の時に一番仲良かったベトナム人のね友達ともあのビデオ通話で新年を祝います。あかり、đếm con nó thiếu cái gì? Dạ. Để mà cầm này cho. Dạ. あかり、đếm con nó thiếu cái gì?Mm-hmm.
chưa cho muối gì trơn, chưa cho mắm nha. Mẹ mẹ sợ là cua với tôm đó mà. Thiếu cái gì nước mắm không? Ở đây thấy vừa. Vừa được hả? Nha. Vừa của nó có nghĩa là lạc của tao đó. Nó lạc lẻo quen rồi. Ngon quá. Nghe mùi cua. Cua. Để dắt hạt tiêu lên là vừa ha. Vừa được phải không? Rồi tắt bếp nè. Rồi bây giờ cái xiên qua cái mùi này. Rồi bây giờ nhìn nó ở trường hợp. Nhưng không dân dân ở trường hợp này một mà mặn chả giò chay là xong thôi. Chứ mẹ sáng nay con mới làm bánh bao giỏi vậy. Bánh gì? Dễ lắm, tại vì cái Patiso biết không? Patiso không biết, con không biết. Bánh Patiso mà nó không biết thì Phúc mày nói cho nó nghe Phúc. Mì tô bay. Ê, sư gùi. Taxi. Như bình xả. Bà nó cho đồ mè vô hèm chi ăn cái chú 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 chú. Concrete mixer xả. Ồ. Concrete mixer xả. Ồ. Ồ. Taxi. 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 郵便車。郵便車。乗用車。乗用車。コンクリートミキサー車。うん。コンクリート。うん。そろそろお客さんが来るっていうことで、私もパジャマからね着替えたいと思います。あ、ハロー。chúc mừng năm mới. Chị lên thấy con năm nay đi chơi dữ vậy cả đi. Hello, chúc mừng năm mới ạ. Hello, hello. Trời ơi, sao đây mặt đẹp quá. Chúc mừng năm mới. Nhiều người đến lắm ạ. Nhiều người đến rồi nha. Chắc nữa đi xuống coi nha. Cái này cũng nhiều người đó. Chúc năm mới. Dạ, chúc mừng năm mới. Lâu lắm không được. みんなでおしゃべりをしてお昼ご飯を食べます。その後はね、お寺に行きます。あかり、みんなで集まったりするんですけど、まあ、今年は3日目にするそうで、なのでこの日は昼前までもゆっくり寝てで昼過ぎからは子供とね公園で走り回って遊びました。この日は YouTube の動画は全然撮らなかったんですけど、まあ、最後にねバンチョンもいただきました。そうでね、このバンチョンがめっちゃ美味しかった。このバンキョンはおばさんが作ってくれたんですけど、もう本当にね周りのもち米がすごくもうしっとりもちもちで、そのふわふわのもち米と中のお肉と味も濃すぎずですんごく美味しかったんです。久しぶりに食べてめっちゃ感動って感じ。Ngon không? Đẹp lắm, màu đẹp lắm. Akiri nhớ để tủ lạnh nha. Dạ. Khi mà ăn thì hấp lên là ăn được. Đúng rồi, ăn hấp lên là ăn được. Dạ. Đây là cái Akiri cái bao này. Hai. Để 3 ngày sau là, tôi là công việc đó, nên năm nay là như thế này. Sau đó là về nhà. Hai. Cái gì?
いかがだったでしょうか今日のこの動画が、まあ、今年のね私のリアルなテトの過ごし方でした。テトはねいつも人が少なくてホーチミンに、ね、最近はちょっと増えてきたけど、で家族とこうしてゆっくり過ごす幸せな時間テトはいいですねはい。で今はちょっとコロナが大変ですけど皆さん一致団結してお家にステイホームで頑張りましょうね。ベトナムの皆さん本当にいろいろありがとうございます。こうしてベトナムがコロナの対策を頑張ってくれているおかげで私も安心してベトナムに住むことができています。今回もみんなで乗り越えましょう。では Hang up lại video sau nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đừng có quên follow kênh của mình. Bye bye.